Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 khởi bên chương trình này góp nhận tốc cần 20 tốc cần SGC, con này khoảng 20 đô, giá hàng chị là 0.01, đội clip hình đi mô tả bấm nút ta. Và mình có thông báo với anh em cái tốc cần mà trên kênh mình đã từng review con BSG gì đó, đã cho thanh toán rồi nghe tất cả anh em. Mình để video sau mình sẽ làm anh em, cho anh em cách rút tiền và cách bán anh em. Giờ mình đang làm dự án nhiều quá. Rồi các bạn bấm vô continue. Chờ lót chúng rồi. Rồi các bạn lướt cấp tra MR16. MR16. Rồi sai cấp tra, lướt cấp tra lại. Continue. TY K. Rồi, đầu tiên các bạn join kênh Telegram group của nó. Này mình join rồi các bạn. Rồi các bạn follow theo word và request. Quá ngon anh em ơi. Chào dự án giờ ngon ngon không? Ủa? Gọi chờ. Bằng like gì test lại đây. Rồi còn thấp ra con. Rồi. Sao kỹ ta? Anh 03 CSG. Submit. Rồi submit đề xanh. Rồi gửi username Telegram các bạn. Cái này mình làm gỗ với tớ ơi. Để mình coi. Rồi các bạn copy username mình ghi nha các bạn. Làm coi làm nó luôn. Coi nhà chút nha. A còng anh 0329931577 0329931577 bấm gỡ các bạn. Rồi các bạn username thay quên các bạn. A còng V Win chứ. VNN9 bấm gỡ các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với xe 20 vô các bạn. Con này quá đơn giản. Các bạn mở với chút wallet mình ra. Rồi các bạn copy các bạn. Enter hack. Các bạn sao chép không không? Các bạn mở Telegram ra. Các bạn bắt vào. Rồi các bạn bấm balance nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 20 token SRC nha các bạn. Giờ mình cập nhật thêm thông tin là con các bạn nhận 25 tốc cần OST bằng 6 bằng 6,5 đô.
Ủa, nhận 250 Top Càng OST, con này sẽ kết thúc vào 30 tháng 2 nha các bạn. Rồi còn 2 ngày nữa cho các bạn làm đó các bạn. Mà chưa làm thì đầu tiên các bạn click vào phần link mô tả, các bạn bấm chữ complete task, rồi các bạn join hai kênh Telegram của nó, rồi các bạn ghi lại username, rồi các bạn nhập cái địa chỉ OST nha các bạn vào dưới chiếc wallet đó. Sớm mình có làm cái video mà mình dán địa chỉ lộn với ETH cho nó, mình support mình hỏi nó là không có được nha các bạn. Các bạn nên dán cái địa chỉ OST này các bạn. Là Balancy nè. Nè. Sớm mình có dán cái địa chỉ lộn rồi mình cập nhật lên nè. Rồi, còn phần link thì mình để phần mô tả đó. Con này dễ làm nhất, bạn có nhiệm vụ, có hai nhiệm vụ cho anh hai kênh Telegram, rồi bạn ghi lại username là gọi các bạn. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha các bạn. Con này là còn 2 ngày nữa đó. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn nhé các bạn. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn.